Xin chào các bạn khán giả của Khoa học Quân sự. Các bạn thân mến, những năm đầu 80 của thế kỷ 20, sự ra đời của tiêm kích đánh chặn MiG-31 đã chấm dứt thời kỳ thống lĩnh bầu trời của trinh sát cơ nhanh nhất thế giới SR-71 của Không quân Hoa Kỳ. Báo chí Mỹ từng thừa nhận rằng MiG-31 thực sự là một kẻ săn mồi thuộc hàng siêu tốc của Nga, khi nó có thể đánh chặn bất kỳ mục tiêu nào, kể cả các loại tên lửa dẫn đường tàng hình từ các vệ tinh vào cả ngày và đêm, trong mọi điều kiện thời tiết và bay với bất kỳ tốc độ nào. Các nhà phân tích quốc phòng cho rằng không có loại máy bay nào cùng thời có thể cạnh tranh với MiG-31 trong 10 tới 15 năm tới. Thế nhưng, không còn bao lâu nữa, những chiếc MiG-31 cũng phải tới tuổi nghỉ hưu. Do đó, Nga được cho là đang lên kế hoạch thiết kế và sản xuất chiếc tiêm kích MiG-41 với sứ mệnh hiện thực hóa giấc mơ siêu tiêm kích thế hệ 6 của Nga. Với các tính năng kỹ chiến thuật siêu hạng, được tích hợp vũ khí siêu đẳng, tiêm kích đánh chặn thế hệ mới MiG-41 của Nga được kỳ vọng sẽ trở thành chiến đấu cơ nguy hiểm bậc nhất hành tinh trong vài thập kỷ tới. Điều này liệu có thành hiện thực? MiG-41 liệu có là hậu duệ hoàn hảo của MiG-31 huyền thoại? Hãy cùng Khoa học Quân sự giải mã trong video ngày hôm nay. MiG là tên gọi của dòng máy bay tiêm kích nổi tiếng của Liên Xô. Các thiết kế trong dòng họ MiG đã bảo vệ bầu trời hàng chục nước trên thế giới suốt gần một thế kỷ qua, trong đó có cả Việt Nam chúng ta. Bắt đầu từ thế hệ đầu tiên là tiêm kích động cơ phản lực MiG-15, một trong những chiếc máy bay chiến đấu phản lực tốt nhất của Liên Xô những năm 1950. Nga đã liên tiếp cho nâng cấp, phát triển các hệ thống tiếp theo của dòng tiêm kích này như MiG-17, MiG-19, MiG-21, MiG-25, MiG-29, MiG-31, khiến nó trở thành những kẻ thù không đội trời chung theo đúng nghĩa đen của các loại máy bay chiến đấu tối tân nhất thế giới của không quân Mỹ như siêu pháo đại bay B-52, tiêm kích ném bom đa năng tầm xa F-4, tiêm kích hạm FA-18. Và tới nay, truyền thông Nga cho hay, nước này đang tiếp tục thiết kế và phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 mang tên MiG-41. Đây là một phần trong kế hoạch nhằm thay thế những chiếc MiG-31 hiện vẫn đang nằm trong biên chế của lực lượng không quân Nga. Song, dự kiến sẽ đến tuổi nghỉ hưu vào năm 2028. Được phát triển từ những năm 1970, kế thừa sức mạnh từ người tiền nhiệm là tiêm kích đánh chặn siêu âm MiG-25 đã nghỉ hưu. MiG-31, ngay từ khi mới xuất hiện, đã trở thành kẻ thù đáng sợ nhất đối với các loại chiến đấu cơ của Mỹ và châu Âu bởi khả năng đánh chặn tầm xa và tốc độ bay kinh khủng của nó. Sau 40 năm, sức mạnh của MiG-31 hầu như không thay đổi và còn đáng sợ hơn trước với biến thể MiG-31BM. Với vận tốc bay lên tới 3.000 km/h, MiG-31 là mẫu chiến đấu cơ có tốc độ bay nhanh nhất từng được con người chế tạo. Chưa kể, bán kính chiến đấu của nó vượt quá 700 km, những con số rất ấn tượng. Thế nhưng, MiG-41 dường như đang chuẩn bị để vượt qua người tiền nhiệm của mình để trở thành cỗ chiến cơ hiện thực hóa giấc mơ siêu tiêm kích thế hệ 6 của Nga. Các thông số chính của tiêm kích MiG-41 được giữ tuyệt mật với tương đối ít chi tiết liên quan được tiết lộ. Nhưng tiêm kích đánh chặn này sẽ là sự kết hợp tinh hoa và kinh nghiệm 30 năm sử dụng của tiền nhiệm MiG-31. Và theo giới chức Nga, đây sẽ là một chiếc máy bay hoàn toàn mới, không phải là một phiên bản nâng cấp sâu của MiG-31, mà là một sự thay thế, có thể sử dụng động cơ Idely-30 hiện đang được phát triển cho Su-57 để tạo ra siêu phẩm đánh chặn tích hợp các vũ khí tiên tiến cùng các loại phương tiện hàng không hiện đại, có thể hoạt động ở Bắc Cực và là một mắt xích tin cậy trong hệ thống vũ khí bảo vệ biên giới nước Nga. Các tính năng chính của máy bay đánh chặn MiG-41 vẫn chưa được tiết lộ nhiều. Nhưng một điều rõ ràng, đây là loại máy bay chiến đấu có thể bay nhanh hơn tên lửa. Trong khi MiG-31 duy trì tốc độ tối đa chỉ hơn Mach 2,8 và tốc độ hành trình khoảng 2,3 Mach, thì MiG-41 vượt trội hơn hẳn với tốc độ tối đa từ 4 đến 4,3 Mach và tốc độ hành trình khoảng 3 Mach. Các nhà bình luận quốc phòng Nga cho rằng MiG-41 thậm chí có thể đạt tốc độ cực đại là 5 Mach. Khả năng này có tính răn đe rất lớn đối với bất kỳ đối tượng xâm lược nào, đồng thời có thể vươn đến phần lớn lãnh thổ rộng lớn của nước Nga trong thời gian ngắn nhất. MiG-41 cũng sẽ sở hữu nhiều tính năng kỹ chiến thuật cực kỳ ưu việt như khả năng tán xạ sóng radar cao, khiến nó tàng hình hơn cả Su-57,
cho phép nó xuyên thủng mọi hệ thống phòng không của đối phương và có khả năng đánh chặn mục tiêu siêu thanh, đi kèm việc tích hợp trí thông minh nhân tạo, tự vận hành mà không cần phi công. Trong bối cảnh công việc liên quan đến việc chế tạo máy bay chiến đấu đánh chặn MiG-41 thế hệ thứ 6, có thông tin cho rằng máy bay chiến đấu mới nhất này của Nga có thể được trang bị một radar quang điện tử vô tuyến độc đáo, cho phép phát hiện thành công không chỉ các mục tiêu tàng hình mà còn cả các mục tiêu di chuyển với tốc độ siêu âm. Radar này thậm chí có thể chia sẻ thông tin với hệ thống phòng không trên mặt đất để có thể nhắm mục tiêu các máy bay ném bom tàng hình ở tầm xa vài trăm km. Giới chuyên môn cho rằng MiG-41 sẽ được trang bị tên lửa không đối không tầm cực xa mới và có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách trên 500 km. Ứng cử viên cho tên lửa không đối không này rất có thể là tên lửa tầm trung K-77M. Loại vũ khí được tạp chí quân sự Mỹ Military Watch gọi là kẻ thay đổi cuộc chơi. Với tầm bắn trên 190 km, đây không phải là loại tên lửa không đối không tầm xa nhất mà Nga đã phát triển. Thế nhưng đánh giá chung thì K-77M là tên lửa không đối không có cấu tạo phức tạp nhất mà Nga từng chế tạo. Tầm bắn của K-77M nằm ở khoảng PL-15 của Trung Quốc, tức là từ 200 tới 300 km, và AIM-120D của Mỹ, tức là vào khoảng 160 tới 180 km, mang lại lợi thế về tầm bắn thoải mái so với các loại máy bay chiến đấu của phương Tây. Đáng chú ý, K-77M cũng được cho là sử dụng radar AESA giống như PL-15 của Trung Quốc, nhưng lại không giống như AIM-120D, khiến nó khó bị gây nhiễu hơn và có khả năng khóa mục tiêu tốt hơn ngay cả với máy bay tàng hình. Trong khi các tên lửa tầm xa hơn của Nga được phát triển chủ yếu để nhằm tiêu diệt các mục tiêu lớn và bay chậm, ít có khả năng né tránh như máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không, máy bay tiếp dầu, máy bay ném bom và vận tải, thì K-77M được tối ưu hóa để tiêu diệt các mục tiêu nhỏ và nhanh ở tầm cực xa. Tính năng đáng chú ý nhất của thiết kế K-77M là sử dụng hệ thống dẫn đường bằng anten mảng pha hoạt động theo từng giai đoạn, gắn ở đầu của tên lửa. Đây là chìa khóa để tăng độ chính xác của tên lửa và chống khả năng né tránh của máy bay chiến đấu đối phương. Với thiết kế radar như vậy, tên lửa sẽ khóa mục tiêu hiệu quả và do đó khắc phục được vấn đề góc quét chết của radar tên lửa. Từ lâu thì phi công máy bay chiến đấu đã có thể khai thác góc quét hạn chế của radar tên lửa bằng cách ngoặt gấp để vượt ra ngoài tầm quan sát của radar tên lửa nhằm thoát thân. Hệ thống anten mảng pha hoạt động theo từng giai đoạn của tên lửa K-77M đã giải quyết hiệu quả vấn đề này, vốn từ lâu đã trở thành nhược điểm chính của tên lửa không đối không tầm xa. Điều này có thể khiến K-77M duy trì được tầm bắn không thoát dài nhất so với bất kỳ tên lửa không đối không nào trên thế giới. Mặc dù được kỳ vọng sẽ trở thành chiến đấu cơ nguy hiểm nhất hành tinh trong những thập kỷ tới, tuy nhiên, dự án MiG-41 hiện đang bị phương Tây nghi ngờ về khả năng thành công trong tương lai gần. Các chuyên gia phương Tây nghi ngờ về việc chiếc MiG mới có thể hoạt động trong không gian. Họ không tin rằng MiG mới sẽ thành công như nhau trong việc cơ động ở các tầng thấp của khí quyển và trên thượng tầng khí quyển với mật độ không khí rất thấp. Hơn nữa, việc tạo ra máy bay với tốc độ và các tính năng như đã nói sẽ không dễ dàng chút nào. Họ bày tỏ sự hoài nghi về khả năng đạt được kết quả đầy tham vọng của người Nga, đặc biệt là đối với công nghệ không người lái. Trong khi Nga không thể tạo ra một máy bay không người lái hiện đại, chế tạo máy bay đánh chặn điều khiển từ xa là một nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều. Ngoài ra, các nhà phân tích phương Tây cho rằng MiG-41 có thể sẽ quá đắt đối với Nga. Ví dụ chi phí của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 của Mỹ đã lên tới 90 triệu đô la Mỹ. Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, nó là 603 triệu rúp. Không chắc, máy bay chiến đấu thế hệ 6 mới sẽ rẻ hơn. Dù phương Tây cho rằng những thông tin về dự án phát triển MiG-41 thực chất chỉ là đòn gió của Nga, song dường như đến nay, bức tranh chân thực về siêu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 đang dần được hình thành. Lãnh đạo tập đoàn MiG cho biết, kết quả phát triển có thể sẽ được công bố trước công chúng trong tương lai gần, đồng thời khẳng định MiG-41 sẽ được biên chế cho quân đội Nga vào thời điểm những chiếc MiG-31 đã trở nên lỗi thời và ngừng hoạt động. Nếu dự án này trở thành hiện thực, chắc chắn
sức mạnh của các đơn vị không quân Nga sẽ được bổ sung đáng kể và giúp nước này tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới. Các bạn khán giả của Khoa học Quân sự nghĩ sao về chiếc tiêm kích đánh chặn thế hệ mới MiG-41 này của Nga? Theo các bạn, chiến đấu cơ này liệu rằng có thể giúp Nga hiện thực hóa giấc mơ siêu tiêm kích thế hệ thứ 6? Chia sẻ ý kiến với chúng tôi trong phần bình luận cuối video nhé! Đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo cho kênh để theo dõi những video mới nhất của Khoa học Quân sự. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!